các ngài thích xem hát bội hẳn chẳng ai là không biết tên kép tư bền ấy anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn lắm lúc ra sân khấu chẳng cần nói một câu khôi hài nào nhưng chỉ nhìn một cái điệu bộ còn con của anh ta các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười vỗ tay đôm đốp anh ta ở sài gòn ra hát ở hà nội đã ba năm nay vì anh ta có tài riêng mà tính lại thích tự do nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một dạp nào nhưng hễ dạp nào khéo dùng anh một độ, là cũng đông khách. Cho nên, tuấn nào bà con Hà Thành đọc chương trình hay xem báo, thấy kép tư bền đóng vai diễu là cũng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm, phải mang tiền về không, phàn nàn rằng dạp chật quá. Cho nên những tối hát có anh giúp, thì các hí viện đều trưng lên là buổi hát đặc biệt. Nhưng đã hơn một tháng nay, anh không diễn ở đâu cả. Vì đã hơn một tháng nay, cha anh ta ốm. Đã hơn một tháng nay, lúc nào trong cái gác tối om ở gian nhà ngay đầu ngõ sầm công, cái tiếng rền rĩ của ông cụ cũng hòa lẫn với tiếng dầu rĩ của siêu thuốc mà làm anh Tư Bền phải dầu gan nát ruột, chẳng thiết đến sự làm ăn, bệnh cha anh càng ngày càng nặng, thuốc thang chữa chảy, nào anh có quản ngại gì? nhưng cái số tiền để dành của một vai kép dần dần cũng đi bài tổ mã, đến nỗi anh phải đi vay trước của các ông chủ dạp hát ít nhiều. một hôm, ông chủ dạp kịch trường đến nhà anh ta chơi. Sau một vài câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt, nhắc đến món nợ. Sao, cái số tiền đó, cậu đã có để trả tôi chưa? Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho ít bữa, khi nào thư thả, tôi sẽ đi làm và nộp sau. Ông chủ bĩu môi, nói, thôi, biết bao lần rồi, cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó. Anh Tư bền cười lạt cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt ngào rỗ. Bấy lâu cậu nghỉ hát ở các dạp, khách nhắc nhở luôn đấy. Vậy cậu liệu liệu mà đi làm ăn chứ? Vâng, tôi định thế. Tôi mới nhờ một nhà văn sĩ đại danh soạn cho một vở hài kịch theo lối tuồng cổ. Vậy cậu ra giúp tôi vai chính. Vì phi cậu, không còn ai xứng đáng. Diễn vở mới thì phải học, thưa ngài. Phải, phải học và tập diễn trong độ nửa tháng. Trong nửa tháng, cha, anh tư bền nhắc lại ba tim đó. Nhưng trong anh lần vần nghĩ ngợi biết bao nhiêu điều. Trong nửa tháng, trong 15 hôm trời mỗi ngày anh phải xa cách cha mấy tiếng đồng hồ để đi học diễn. Cha anh ốm, trong khi anh vắng nhà, ai trông nom săn sóc thay anh. Nghĩ vậy anh đáp phát thôi, xin lỗi ông, tôi bận quá mà, rồi anh trò vào màn và nói tiếp cha tôi yếu, tôi phải ở nhà, lúc ấy, ở trên giường bệnh, ông cụ ho sù sụ, rồi thỏ tay ra cái ghế đầu kê cạnh, để với lấy cái ống nhổ. Nhưng lật bật cầm không vững, cụ đánh rơi ngay xuống sàn gác, đờm rãi nổi lềnh bềnh. Anh Tư bền giật mình, chạy lại đỡ cha, sao ông không gọi con, rồi anh đỡ lấy chổi quét chỗ nước linh láng đi, đoạn nét mặt dầu dầu, anh nói. Đó, ông coi, vắng tôi sao đẳng, không, cậu cứ nhận lời giúp tôi, tôi sẽ sai người đến trông nom hộ cậu. Đa tạ ông, nhưng tôi không yên tâm, lúc ấy, trong màn có tiếng keng keng của chiếc đũa đập vào bát xứ. Đó là hiệu gọi, anh Tư bền lật đật chạy lại gần cha. Giọng khàn khàn của ông cụ sai anh rót chén nước, nhân muốn gây cảm tình, ông chủ dạp kịch trường lại gần giường, mở màn, rồi hỏi: "Chào cụ, cụ có biết tôi là ai không?" Ông già Dương hai mắt lên, rồi như đã nhận biết, bèn nhăn bộ răng ra cười, cái cười khó đăm đăm và gật gật mấy cái, rồi run lẩy bẩy, giơ tay ra bắt. "Các ngài đừng tưởng rằng ông cụ quen gọi lối tây nên mới bắt tay đâu." Đến phải nhăn bộ răng ra cười, còn là sự bất đắc dĩ nữa là này sở dĩ ông cụ phải bắt tay vì là tiếp khách theo lối lịch sự của những người mà con mình có nhờ vả cụ cũng không yếu lắm nhỉ sao cậu tư bền không nhận lời cho tôi ông cụ hất hàm có ý hỏi tôi sắp cho tập vở mới định nhờ cậu ấy sắm vai chính ông cụ lại nhăn răng ra cười và gật nhưng anh tư bền nói ngay với cha ông mệt lắm con phải ở nhà ông cụ cau mặt chỉ có anh tư bền hiểu bởi vì ông cụ chẳng muốn vì mình mà con làm trái lòng người chủ nợ ông chủ dỗ dành nói cậu cứ giúp tôi đi cậu mà nhận lời thì món tiền ấy cậu để đến bao giờ cũng được còn tiền hòa hồng khi diễn tấn ông huyện ba phải này cậu cứ lấy cả để thuốc thang cho ông cụ cái sức làm cho anh kép tư bền có thể nghĩ đến sự bỏ cha ốm một mình là ở câu nói ấy mà cha anh cũng vì câu nói ấy mà nở nang cả lồng xương ngực ông cụ cố thở mạnh mấy cái cho khoan khoái trong lòng. Cậu nghĩ sao, nhưng nửa tháng trời, ai trông nom cho cha tôi? À, thôi, thế này thì cậu bằng lòng nhé. Cậu cứ ở nhà mà học vở. Đến hôm diễn thử lần cuối, cậu hãy đến dạp cũng được. Vì tôi biết cậu thông minh và có tài hơn người khác. Tội chi, có dịp trồ tài, và lại để cho thiên hạ nhớ mong lâu cũng không tiện. Nghe câu nói sau cùng như được ăn miếng bánh thánh, anh tư bền có vẻ nghĩ người anh nhìn cha, ông cụ thấy con còn ngần ngừ, thì lộ ra vẻ không bằng lòng. Cụ nhăn mặt, cố cất lên cái tiếng khàn khàn để gắt nhận lời đi, nói xong, lại ho sù sụ, anh tư bền cảm động, nhìn ông chủ dạp kịch trường và trả lời. Vâng, ông chủ vì chờ cái tiếng vâng này mất nhiều công quá, nên sợ nó không được chắc chắn. Đến hôm diễn, mà cha anh tư bền có làm sao, anh cứ vắng mặt ở dạp hát, thì lỡ bét ông bắt anh làm giấy dao kèo, bà con xính xem hát. Hôm đó thấy ô tô quảng cáo chạy rong khắp phố để thả chương trình, và vải căng ở các ngã tư, đều nô nức rủ nhau đi xem buổi biểu diễn đặc biệt, có tư bền sắm vai chính. Tối đến, cửa dạp kịch trường đèn khắp sáng trưng như ban ngày, chiếu rõ cái cảnh người đứng lô nhô như luống hoa trăm hồng ngàn tía, bướm ong trờn vơn. Trên thềm, dưới bậc, giữa đường, non nhìn thiếu niên nam nữ túm tụm lại, tìm chỗ để đứng ngắm nhau cho đỡ nóng ruột lúc chờ đợi tiếng nhạc hòa trong rạp du dương trầm bổng chứa chan biết bao tình tứ ái ân như câu như kéo làm cho người ta quên hẳn mà bất giác moi túi lấy tiền mua vé rồi cái làn sóng người dần già tràn vào trong trên các hàng ghế chỗ nọ nhắc lại câu bông lơn của kép tư bền chỗ kia bắt chước điệu bộ của kép tư bền ai nấy đều nóng ruột sốt lòng mong cho chóng đến giờ mở màn sân khấu để được cười được vỗ tay, được học thêm vào lối pha trò mới, để mai làm nhếch mép người yêu. Vinh dự thay, anh kép tư bền, nhưng mà khốn nạn thân anh, người ta biết đâu rằng hiện giờ này, ở nhà, cha anh đương dở trứng kho khè, chỉ chờ từng phút để thở một hai hơi nữa là hết nợ, và ở trong buồng trò, anh cũng đương nẫu ruột nhầu gan. Thật vậy, ai ngó vào trong buồng trò mới thấy được cái khổ tâm của anh tư bền. Anh ngồi ủ rũ trước cây gương, bụng thì rối beng mặt thì nhăn nhó, nhưng tay vẫn phải sờ vào hộp phấn hồng để đánh mặt, quệt vào đĩa mực để bôi nhọ cây mồm. Rồi anh phải mặc trái cái áo lụng thụm thiêu, lận đôi hia xanh và đội cái cánh mũ chuồn ngược. Anh đóng vai này, trông ra phết dầu sang sung sướng. Chốc nữa, anh còn phải làm cho chủ anh bằng lòng, các bạn anh trông anh mà gắng sức, các khán quan được một phen cười vỡ bụng vỗ rát tay kia mà. Nhưng mà cha anh tư bền sắp chết, bàn nãy lúc anh ở nhà ra đi, đã thấy nguy lắm rồi. Thôi, nhưng mà mặc kệ, anh phải quên đi, mà bông, mà đùa, mà pha trò trên sân khấu, cho chúng tôi cười, hét lên mà cười, cười đến nỗi lăn ra cả đất chứ. Một hồi chuông vừa dứt, màn kéo lên, một chàng vỗ tay đôm đốp như pháo nổ để hoan nghênh ông chúa khôi hài. Anh tư bền lưỡng thưởng bước ra, cúi đầu chào, rồi đứng thần người ra như phỗng một lúc. Tiếng reo, tiếng hò, tiếng vỗ tay lại làm dữ hơn trước mà khách quan thấy anh ăn mặc ngộ nghĩnh cái mồm bôi nhọ nhem thì ai nhịn cười được càng thấy anh đứng yên họ càng được ngắm và cho là anh muốn pha trò như thế nên càng cười ra ác thật vai anh từ bền hôm ấy cứ phải đứng trên sâu khấu nhất là anh phải làm nhiều điệu bộ hơn mọi khi lắm lúc còn phải dặn ra mà cười ha hả hết cảnh đầu sao mà lâu thế anh được nghỉ một chốc mới nhờ người về xem tình hình cha anh ra làm sao rồi anh lại phải ra trò anh lại phải hò phải hét phải dàn từng tiếng phải ngân từng câu phải làm những điệu bộ phải cười ha hả như cảnh thứ nhất người xem hát thì cứ trông thấy anh là cũng đủ cười rồi nào họ có để ý và nhìn rõ đâu được cái vẻ lo âu của anh nó hiện ra ở trước mắt bỗng khi anh đương phệnh phảo trên sân khấu khi người ta đương vỗ tay đông đốp thì anh nghe thấy có người ở trong phòng nói ra, nguy hơn ban nãy, đã cấm khẩu rồi, cha anh cấm khẩu rồi, đành vậy, nhưng chính là bây giờ mới nhiều cái vui trò. Khán giả dưới kia, hàng mấy nghìn con mắt, đương chăm chắm vào anh và im phăng phắc. Họ chỉ chờ anh há miệng là họ được lăn ra mà cười và vỗ tay mà thôi. Cảnh thứ hai cũng lâu như cảnh đầu, mãi mới hết. Lúc anh đang ngồi thử trong buồng trò, thì anh lại nhận được tin báo nữa là hiện nay cha anh đã mê đặc, chân tay lạnh cả rồi. Còn gì đau đớn hơn cái tin ấy nữa? Anh từ bền bỗng ứ hai hàng nước mắt, rồi khóc nức nở. Cha ơi, ông chủ thấy vậy, sợ quá. Anh mà bỏ giờ vở kịch đương vui thì nguy. Ông cố khuyên giải, và cấm không ai được báo tin gì cho anh biết hết. Sân khấu bài trí đã gần xong. Ông chủ bắt anh đánh lại tí phấn cho thêm xuân sắc, và sửa lại bộ áo mũ cho có vẻ ngộ nghĩnh hơn. Ông thấy anh vừa dắt lại giải áo vừa sụt xịt miếu máu, thì bắt anh im đi, chùi nước mắt. Rồi ông đẩy anh ra sân khấu, anh lại phải hò, hét, ngâm, cười, múa, nhảy, để mua gượng lấy những chàng vỗ tay. Cái cảnh thương tâm của anh tư bền, đi đôi với cái bông lơn, cứ diễn ra mãi, mỗi chốc lại càng thương tâm hơn lên. Mà càng thấy vắng bặt tin nhà, ruột anh càng nhầu như dưa, xót như muối. Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới thì khán giả cho anh là chóng quá. Cho nên khi sắp hạ màn, anh cúi chào, thì cả dạp vỗ tay đôm đốp thật dài, dài mãi. Anh tưởng phe này quyết hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha để nhìn mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ, thì ở hàng ghế hạng nhất, người ta kêu âm bis, bis, một ông chủ dạp lại cho kéo màn lên. Anh tư bền lại phải giấu bộ mặt dầu dầu mà anh thích vì nó hợp với tâm lý anh hơn, để vui vẻ mà diễn lại đoạn cuối lượt nữa rồi khi bài kèn trào nổi lên hồi vỗ tay sau cùng như làm vỡ rạp cái màn từ từ buông xuống anh cúi đầu thong thả trào nhưng bao nhiêu người chẳng để chậm thì giờ đã tranh nhau chạy lên gần anh người thì tặng hoa người thì bắt tay người thì véo mũi người thì khen làm cho anh ruột càng như thiêu đốt khi không còn phải thở dài để hoan nghênh những cái hoan nghênh của công chúng anh tư bền mới lật đật chạy vào buồng trò cởi vội mũ áo và rửa quàng mặt mũi lúc ấy trong khi anh đang rối bem nghĩ đến cha anh không biết bây giờ đã lạnh tới đâu thì một người bạn hát chạy đến vội vã ấn vào tay anh tập giấy bạc của ông chủ để sẵn cho anh và nói mau mà về anh tư hỏng từ ban nãy mất rồi khốn nạn thân anh quá chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa